Sao Bằng Nhật xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Thời tiết Hà Nội thì cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Em về khá là nhiều cái số lượng máy điều hòa một cục. Hàng nội địa Nhật Bản công suất 8.000 BTU chạy điện 100V. Đây là cái dòng điều hòa cửa sổ. Đến năm nào em cũng bán cái số lượng khá là nhiều. Đấy. Hàng vừa về các bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhé. Toàn bộ là công suất 8.000 BTU sử dụng điện 100V. Điện 100V hết. Cái bọn này thì độ lạnh của nó xuống rất là sâu. Độ lạnh xuống rất là sâu luôn. Vâng, 8 độ này. Chạy cực êm luôn nhé. Công suất 8.000 BTU. Lắp được mọi nơi mọi lúc luôn. Bác lắp trong container, lắp ô tô hay là đi cắm trại hay là lắp các cái chỗ khu vực mà cũng lắp được điều hòa hai cục. Lắp ở chung cư, nói chung là bất kể một cái gì các bác cần dùng đến khí lạnh thì các bác đều có thể lắp được. Máy chỉ đơn giản một cục như này thôi. Một cục duy nhất này nhé. Cắm điện vào là làm lạnh luôn. Không cần phải ống áng nối ra cục nóng cục lạnh gì cả. Đấy. Rất là tiện. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, hàng đang có nhiều. Chào các bác.